Đi nhiều. À, mà phàn tê, dạ xin vâng. Bà na thì bà ta về là mặt đi sẽ khó có năng tâm mạnh giáo mi còn xin văn dự điều học là quỷ tránh xa sự sát sanh à, định na đai nam về là mặt đi sẽ khó có năng tâm mạnh giáo mi còn xin văn dự điều học là quỷ tránh xa sự trộm cắp Aparamacariya Vedamani Sikavana Samadhyaya Mi còn xin văn dự điều học là quy tánh xa sự thông dâm Musavada Vedamani Sikavana Samadhyaya Mi còn xin văn dự điều học là quy tánh xa sự nói dối Sura me rayama chapama dathana Veramani sikavanam samadhyami Còn xin với những điều học là quy tánh xa sĩ uống rượu và các chất sai Quy ta la phô chạc nam Veramani sikavanam samadhyami còn xin với những điều học là quy tránh xa sẽ ăn sái giờ nàng chỉ ghi ta qua đi ta quy su cả đa sanh nam ma la gan tha quy lệ ban tha ra nam man đa na quy phu sanh na tha nam về là mặt đi sẽ có bất năng sa ma đi ya mi còn xin với những điều học là quy tránh xa sẽ múa hát thô kèn đời sẽ múa hát ngay đèn kèn trang điểm thoa vật thơm dầu phẩm và đeo tràng hoa ôn chan say yên nam ma ha say yên nam về là mình is có bất năng tâm mạnh giáo mi còn xem với những điều học là quy tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp Panatipata Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Còn xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinadana Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Còn xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Aparamacariya Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự thông dâm. Musavada Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surame Rayama Chappama Dathana Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ dỗi uống rượu và các chất say. Vikalapho chana Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ. Nachagita wa itawisu kadas sanamala gantawile panatharanaman dana wifu sanatana Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự múa hát thổi đờn kèn, xem múa hát nghe đờn kèn, trang điểm, thoa vật thơm, dồi phấn và đeo tràng hoa. Ucha Sayanamaha Sayana Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Imang athang gasamana gatang uthapanatang uposathang imang charating imang chadivasang samadeva virakhitum samadhiyami. Con xin thọ trì bát quan trai giới trọn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền.
hầu để vân giữ hành theo cho được trong sạch cho ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong ngày vị lai. Imani atthasika badani ubosata sila vasena iman charatting iman chadiva sangsa thukang kattva ngabhamadena sammarakkitabbang. Chư Phật tử, sau khi tọa trì tam quy và bát quan trai giới nơi tâm bảo rồi, phải ráng nguyện giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui. A ma phạn tê, dạ xin vâng. Sì lê na su ga tinh doan tị, sì lê na phu ca sâm bát đàn, sì lê na ni pu tinh doan tị ta sâm mai, sì lăng quỷ số, tha dê. Các chúng sanh đã sinh về cõi trời cũng nhờ dục giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ dục giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dục giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhớ. Sa thú lành thay, và con xin đọc bài sám hối. Cúi đầu lại trước bửu đài, con xin sám hối từ rầy ăn năn. Xưa nay lỡ phạm điều răn, do thân khẩu ý bị mạng vô minh gây ra nghiệp dữ cho mình, sát sanh hại Phật chẳng tình xót thương, giết ăn hoặc bán không lường vì lòng tham lợi quên đường thiện nhân, oan oan tương báo cõi trần, trầm luân biển tối chịu phần khổ lao. Xét ra nhân vật khác nào hại nhân, nhân hại mắc vào trả vay, lại thêm trộm sản cướp tài, con người cực nhọc hàng ngày làm ra, lòng tham tính bảy lo ba, mưu kia kế nọ lấy mà nuôi thân, hoặc nuôi quyến thuộc xa gần, làm cho người phải lắm lần than van. Tà dâm tội nặng muôn ngàn, liệu toan trước sách làm đàn chẳng ngay, vợ con người phải lầm tay, mất trinh thất tiết phải tai tiếng đời, xấu cha hổ mẹ nhiều lời, xa lìa chồng vợ rã rời lứa đôi, vọng ngôn giả dối ngoài môi, chuyện không nói có rồi nói không, dùng lời đâm thọc hai lòng, phân chia quyến thuộc, vợ chồng anh em, mắng nhiếc chửi rủa pha dèm, xóm làng cô bác chị em không chừa, nói lời vô ích dây dưa, phí giờ quý báu hết trưa đến chiều, uống rượu sanh hại rất nhiều, ham ăn mê ngủ nói liều chẳng kiêng, say sưa ngã gió đi xiên, nằm bờ té bụi như điên khác nào, loạn tâm cuồng trí mòn hao, nhiều người vì rượu biết bao hư nhà, sang tham những của người ta, mong sang đạt được lầm tà mới ưng, nết sân nóng giận không chừng, toan làm hại chúng bâng khuâng trong lòng, si mê tin chà chẳng phòng, nghe đâu theo đó không thông chánh tà, chẳng tin Phật Pháp cao xa, thậm thông diệu bao la trên đời. Nếu con cố ý phạm lời, hoặc là vô ý lỗi thời điều răn, hoặc xúi kẻ khác bạo tàn, hoặc nghe thấy ác lòng hằng vui theo, phạm nhầm ngũ giới thập điều, vì chân thân khẩu ý nhiều lần sai, lỗi từ kiếp trước lâu dài đến kiếp hiện tại miệt mài lắm phen, hoặc vì tà kiến đã quen, khinh khi tam bảo lòng bèn chẳng tin, cho rằng người chết sinh, phạm vào đoạn kiến tội tình nặng thay, hoặc phạm thường kiến tội dày, sống sao đến thác sanh lai như thường, tội nhiều kẻ cũng không lường, vì con ngu dốt không tường phân minh, dễ vui tam bảo hại mình, bởi chân không thấu vô minh nghiệp tà, cho nên chân tánh mới là tối tâm chẳng rõ sai hoa tuổi đầu, hóa nên khờ dại đã lâu, để cho hoàn cảnh mặc dầu kéo xoay, khác nào bèo bị gió quay, lên đến giữa biển giật giờ bờ sông, xé con tội nặng chập chồng, kiếp xưa cho đến hiện trong kiếp này, con xin sám hối từ đây, nguyện cầu tam bảo đức dạy độ cho, tội xưa chẳng hạn nhỏ to, con nguyện dứt cả chặt cho thêm vào, tâm lành dốc trí nâng cao, cải tà quy chánh chú vào Phật môn, cho con khỏi chốn mê hồn, đến nơi cõi Phật Thế Tôn gần kề, thoát vòng khổ não tối mê, nguyện cực lạc mọi bề thảnh thơi,
Ngày nay dứt bỏ việc đời, căn lành gieo giống chẳng rời công phu. Mặc ai danh lợi buôn xu, con nguyện giữ hạnh người tu thoát trần. Trước là độ lấy bổn thân, sau giúp quyến thuộc được phần tiêu diêu. Sám hối tội lỗi đủ điều, duyên lành đâu cũng ít nhiều kết xây. Con xin hồi hướng quả này, thấu quyến thuộc nơi đây cho tường. Cùng là thân thích tha phương, hoặc đã quá vãng, hoặc thường hiện nay. Chúng sanh ba giới bốn loài, vô tưởng hữu tưởng chẳng đài đâu đâu. Nghe lời thành thật tỉnh cầu, xin mau từ hồi lãnh thâu quả này. Bằng ai xa cách chưa hay, cầu xin thiên chúng bắt ngay với cùng. Hãy đều thọ lãnh hưởng chung, dứt rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai. Nguyện nhiều tăng chúng đức tài, đạt thành thánh quả hoàn khai đạo lành. Nguyện cho Phật Pháp thịnh hành, 5.000 năm chẳng phước lành thế gian. Nhà con xin sám hối trước Tam Bảo. Uttamang ghe na wan de hang pa da pang sung varutamang Bute yo khalito do so putho khamatutang mamang. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật, là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật Bảo, cúi xin Phật Bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang tham man cha duy thang varang tham me yo khalito do so tham mo khamatu tang mamang. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hàng Pháp Bảo là Pháp Học và Pháp Hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Pháp Bảo, cúi xin Pháp Bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang sang khang cha duy tho tamang sang khe yo khalito do so sang kho khamatu tang mamang. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phật và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Hai chúng con kính cùng thỉnh sư chúc phúc đến đạo tràng. Sĩ thi gian chẳng nạc ra tha sinh tham mạnh tu sinh tham mạnh tu sinh tham mạnh tu đăng phá lăng e ta sminh rất ta na ta ya sminh sâm bá sa đà na chê. Tạ số cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú lành thay, và con xin hồi hướng công đức. Yang kin chi ku sa la kam mang ka ta bang ki ri yang ma ma ka ye na wa cha ma na sa ti da se su ga tang ka tang ye sa ta sa ni no a ti ye cha sa ta a sa ni no ca tăng pu nha pa lang mây hàng sa bê pha ghi pha hoàn tu tê ye tăng ca tăng su di tăng din nang pu nha pa lang ma ya ye cha ta tha na cha nan ti đề wa gan tua ni huê đa dung sa bê lô cam hi ye sa ta chi hoàn ta ha ra hê tu ca Manu nhàng phô cha nàng sa bê la phàn tu ma ma chê ta sa tí. Bất cứ thiện nghiệp nào là hành động đáng được làm với thân khẩu ý của tôi đều tất thành đến cõi trời đầu lợi. Có chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào, tất cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng xin hãy tùy hỷ. Chúng sanh ở nơi nào không hay biết xin chư thiên sau khi đi hãy báo truyền cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân vật thực, xin hãy tỏa thích nhận phần phước vật thực do tôi hồi hướng với tâm hoan hỷ. Thi đàn mô nhà ti năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta yô. Thi đàn vô ta mê buồn nhàng a sa quá kha yô quá hằng hồ tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng. Cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại. Cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây,
hãy đặt mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, bây giờ đã đến giờ sinh hoạt của đạo tràng. Dạ, con kính nhường mic lại cho sư. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, Nam Mô Tham Mai. Dạ, Nam Mô Sang Thầy. Dạ. Trước tiên kính lễ chư tôn cùng đức tăng trong những nước Nam mà chúng tôi không được rõ. Xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Xin chào chư Việt Nam tiên nữ. Sa thú huynh danh ngộ ha. Thời gian rất là eo hẹp nhưng mà vẫn chứng tỏ khả năng và đã làm hết mình. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 415. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương Đức Tam Bảo. Bụt thô ma ra hằng tất thà ca tô lô cú tá mô sá pa ca rô dệt thá cô lô ca sá sá thà chánh đầm mốc quý đồ quanh tầng na ra pù cái này giác cần Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não sơ căn, tối thần giáo chủ kỹ năng quần. Từ đế ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương trần, còn xin lãnh lời Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân. Tham mô bích bồ vi yết tá sa sa thu nô lô ca nam mạnh thá sa vi nà kha rô cô thấp bánh nhu quốc thấp và tiêu phùng đà má hành tàu. Cái này giác cần pháp bài Như Lai soi sáng vẹt màn vô minh phái tan lầm lạc chúng sinh để nhận Phật tổ quân rõ ràng. Con xin lễ lễ pháp quan đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân cô quý số thô số bát tá sát sa quốc cô sát thà số ta mô quốc ra thầm mát sát các cô niềm đà với sân ta đi ăn hà đá rù quá rù hoành đà mát hình tầng đá rốc phù. Cái này giác cần tăng bảo tinh văn Phật Đà tâm học môn rõ thân các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thế pháp phàm nhân ai bì. Con xin đại lễ tăng nhớ ghi cúng dường. Ra tình ác tế giác tha mê ê tu quá tha năng tác xa bí à nú khoa về ná xa tha dê ná xa chật tu. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, không nhờ Đức Phật hộ cho con học đắc thành quả. Nam Mô Bụt Thầy. Gia phần tán dương ân đức Tam Bảo đây không. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Yo thaka me bahat toa na yo thaka me bahat toa na yo tha ca me ba hát toa na. Câu số 2 anagaro parip bache anagaro parip bache anagaro parip bache. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này. Yo tha ca me ba hát toa na na ga ro pa ri pa che. Yo tha ca me ba hát toa na na ga ro pa ri pa che. Yo tha ca me ba hát toa na na ga ro pa ri pa che. Câu số 3 và câu số 4 Kama phava parikhi nang Kama phava parikhi nang Kama phava parikhi nang Tamahang brumi brahma nang Kama phava parikhi nang Tamahang brumi brahma nang. Ở chỗ này câu số 3 quý vị thấy 1 2 3 4 đoạn âm
Cho nên chúng ta phải đọc nhanh một tí. Kamapavaparikkhinang, Kamapavaparikkhinang tamahang pumi brahmanang. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại phiên bài này. Bài này có hai cách đọc ha. Bây giờ chúng tôi đọc cách thứ nhất. Yo thakka me bhattvan anagaro paripacche kama phava parikhi nang tamahang pumi brahmanang. Yo thakka me bhattvan anagaro paripacche kama phava parikhi nang tamahang pumi brahmanang. Đó là cách đọc thứ nhất ha. Kinh đọc thứ hai hơi dài một tí. Yo thakka me bhattvan anagaro paripacche kama phava parikkhi nang tamahang pumi brahmanang. Yo thakka me bhattvan anagaro paripacche kama phava parikkhi nang tamahang pumi brahmanang. Thêm lần nữa ha. Yo thakka me bhattvan anagaro paripacche kama phava parikkhi nang tamahang pumi brahmanang. Như vậy trong cái dòng kinh thì chúng ta có hai cách đọc ha. Bây giờ qua dòng kệ. Yo thakka me bhattvan anagaro paripacche kama phava parikkhi nang tamahang pumi brahmanang. Yo thakka me bhattvan anagaro paripacche kama phava parikkhi nang ta mahang pu mi pram manam. Yo takame bahatwana nanagaru parim bache kama pawa parikkhi nang ta mahang pu mi pram manam. Ai ở đời đoạn dục bỏ nhà sống xuất gia, dục hữu được đoạn tận, ta gọi bà là môn. Rồi bây giờ xin mời chị Meta, chị Kim, chị Kim Nhung ạ. Mời chị mít ta cầm mít chị ơi, sư đã bỏ mít rồi, mời chị. Hello, quý vị có nghe tôi rõ ràng không vậy? Hello.
Hello, quý vị có nghe không? Ok, để đỡ mất thì giờ bữa nay tôi cũng có việc bận đó. Thôi để tôi đọc trước đi ha. Cô biết tạng tôi đọc xong rồi cô lên đọc đi ha. Tại vấn đề trục trặc kỹ thuật là chuyện thường ngày xảy ra ở huyện đó mà. Không sao, không sao, chuyện nhỏ. Tôi đọc trước ha, đọc sau gì cũng vậy ha. Cô đọc trước hay cô đọc sau gì cũng vậy ha. Miễn có đọc là được rồi ha. Ok, bây giờ tôi đọc nha. Dạ, con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Hôm nay con xin trả bài Kinh Pháp Cú 415 mà. Áo gái 415. Dạ, 415. Chứ không phải 415. Nói lộn, nói lộn, nói lộn, nói lại sư. Dạ, con đọc ngay sư. Kinh Pháp Cú 415. Vô thác kha mê phá hắc thoa na na ga rô phá rích phá chê kha ma pha wa pha rích kỳ năng ta ma hằng rô mi râm ma năng. Bài này cũng bốn câu thôi, cũng không có gì khó đâu sư. Sư đừng có lo, học hỏi của sư là giỏi hết trơn hết trọi rồi. Con đọc lần thứ hai nữa cho nó chép nghe. Vô thác kha mê phá hắc thoa na na ga rô pha rích phá chê kha ma pha wa pha rích kỳ năng ta ma hằng rô mi râm ma năng. Phân tích câu 1, câu 2. Vô trường âm thông thường, thá đoạn âm, kha mê hai trường âm thông thường, tá đoạn âm, hắc trường âm ngắn, toa trường thông thường, ná đoạn âm. Câu số 2, á đoạn âm, nagaro ba trường âm thông thường, bá đoạn âm, rít trường âm ngắn, bá đoạn âm, chê trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2 rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Vô thác kha mê phá hắc thoa na na ga rô phá rích ba chê kha ma pha wa pha rích kỳ năng ta ma hằng rô mi râm ma năng. Câu phân tích câu số 3, kha trường âm thông thường. Má phá quá bá ba bốn đoạn âm, má phá quá bá bốn đoạn âm, rít trường âm ngắn khi trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu cúng cụi, tá má hai đoạn âm, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru trường âm thông thường, mí đoạn âm, râm trường âm ngắn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4 và đọc lại nguyên bài. Rồi, ca kệ. Kha ma pha wa pha rích kỳ năng ta ma hằng rù mi râm ma năng. Vô thác kha mê pha hắc tòa na na ga rô pha rích pha chê kha ma pha wa pha rích kỳ năng ta ma hằng rù mi râm ma năng. Đọc lại lần thứ hai cho nó chắc ăn. Vô thác kha mê pha hắc tòa na na ga rô pha rích pha chê kha ma pha wa pha rích kỳ năng ta ma hằng rù mi râm ma năng. Ai ở đời đoạn dục, bỏ nhà sống xuất gia, dục khổ được đoạn tận, ta gọi bà La Môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Thâu. Vậy bây giờ con ca kệ nghe sư. Sư sẽ cho con mấy cái bông hoa vậy sư. Bây giờ con ca kệ đi. Vô tha khắc mê pha pha anagaro paripache kha ma pha wa pharit năng ta ma hang ro mi ram ma năng yo tha kha me pha hak thoa na anagaro pharit pache kha ma pha wa pharit ki năng ta ma hang ro mi ram ma năng. Sao vậy? Chắc bữa nay sư không hay ổng cho tôi cái bông hoa nữa hết trơn. Một là chích chắc với ổng có cái gì trục trặc rồi đó. Hai, không có chuyện gì hết. Sư đi lo công chuyện của sư rồi ha. Vậy cảm ơn quý vị đã cho bông hoa nhiều nha. Cô Mít Trà cô có lên không? Nếu cô không lên được thì mời quý vị kế tiếp nha. Xin cảm ơn quý vị nha. Chúc hãy có một ngày may mắn vui vẻ nha. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ. Cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, bây giờ
Trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con bị trục trặc, bây giờ con cũng xin đọc, con cũng xin trả bài tiếp câu 415. Vô tha ca mê bá hát tòa na ana ga ro ba ri ba chê ca ma pha wa ba ri khi năng ta mang pru mi pram ma năng. Và con xin phân tích câu 1 và câu 2. Vô trường âm thông thường, thá đoạn âm, ca mê hai trường âm thông thường, bá đoạn âm, hát trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, ná đoạn âm, á đoạn âm, na ga rô ba trường âm thông thường, bá đoạn âm, rít trường âm nhấn, bá đoạn âm, chê trường âm thông thường, vô tha ca mê bá hát tòa na a na ga rô ba rít ba chê. Con phân tích câu 3 và câu 4. Ca trường âm thông thường, má phá quá bá bốn đoạn âm, rít trường âm nhấn, khi trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru trường âm thông thường, mí đoạn âm, pram trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chào con đọc lại hai câu 3 và 4. Ca ma pha wa ba rít khi năng ta mang pru mi pram ma năng. Dạ con xin đọc lại hết bài. Vô tha ca mê bá hát tòa na a na ga rô ba rít ba chê ca ma pha wa ba rít khi năng ta mang pru mi pram ma năng. Vô tha ca mê bá hát tòa na anagaro baripache kamafawa barit khi năng tamang brumi brahmanang. Ai ở đời đoạn dục bỏ nhà, sống xuất gia dục khổ được đoạn tận, ta gọi bà la môn. Và đó là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Và con xin kể. Vô tha ca mê a na ga ro ba ri ba che ka ma pha wa ba ri ki năng ta ma hang bru mi brahma năng. Dạ con đã đọc xong, kể xong. Có chỗ nào sai sót xin sư và quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con mời vị kế tiếp. Dạ alo alo ạ. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo ạ. Dạ con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc câu kệ ngôn 415. Dạ em cảm ơn chị Nhật Huỳnh, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Yo tha ca me ba hát tòa na na ga ro ba ri ba che ca ma pha wa ba ri khi năng ta ma hằng ru mi pram ma năng. Yo tha ca me ba hát tòa na na ga. Dạ con xin đọc lại. Yo tha ca me ba hát tòa na na ga ro ba ri ba che ca ma pha wa ba ri khi năng ta ma hằng pru mi pram ma năng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Yo là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, ca mê là hai trường âm thông thường, bá là đoạn âm, hát là trường âm nhấn,
Toa là trường âm thông thường, Na là đoạn âm, Á là đoạn âm, Na, Ga là Na, Ga, Rô là ba trường âm thông thường. Pá là đoạn âm, Rip là trường âm nhấn. Pá là đoạn âm, Chê là trường âm thông thường. Ca là trường âm thông thường. Má, phá, phá, bá là bốn đoạn âm. Rích là trường âm nhấn. Khi là trường âm thông thường. Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên. Tá, má là hai đoạn âm. Hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Pru là trường âm thông thường. Mí là đoạn âm. Pram là trường âm nhấn. Má là đoạn âm. Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin đọc lại. Yo tha ka me ba ha toa na na ga ro ba ri ba che ka ma pha wa ba ri khi năng ta ma hằng pru mi pram ma năng. Ai ở đời đoạn dục bỏ nhà sống xuất gia, dục hữu được đoạn tận, ta gọi bà La Môn là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin kể ạ. Yo tha ka me ba ha toa na na ga ro ba ri ba che ka ma pha wa ba ri khi năng ta ma hang pro mi pram ma năng. Yo tha ka me ba toa na na ga ro ba ri ba che ca ma pha wa ba rik khi năng ta ma hang pru mi pram ma năng. Ai ở đời đoạn dục bỏ nhà sống xuất gia, dục hữu được đoạn tận, ta gọi bà La Môn là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con kính tri ân sư. Dạ con có sai, xin đạo tràng và kính thỉnh sư chỉnh sửa giúp. Dạ kính cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ, con xin xuống mic, thân mời Thanh Hoàng. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và các cô tu nữ. Con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú 475 ạ. Yo tha ca me pa hát toa na a na ga ro pa ri pa che ka ma pa wa pa ri khi năng ta ma hang pru mi pram ma năng. Yo tha ca me pa hát toa na anagaro paripache kama phawa parikhi nang tamahang rumi brahmanang. Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Yo là trường âm thông thường, Thá là đoạn âm, Ca Mê là hai trường âm thông thường, Pá là đoạn âm, Hát là trường âm nhấn, Toa là trường âm thông thường, Ná là đoạn âm ạ. Á là đoạn âm, Nagaro là ba trường âm thông thường, Pá là đoạn âm, Rít là trường âm nhấn, Bá là đoạn âm, Chê là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ca là trường âm thông thường, Má, Phá, Quá, Pá là bốn đoạn âm, Rít là trường âm nhấn, Khi là trường âm thông thường, Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá Má là hai đoạn âm, Hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Ru là trường âm thông thường, Mí là đoạn âm, Pram là trường âm nhấn, Má là đoạn âm, Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Con xin đọc lại cả bài. Yo tha ka me pa hát toa na a na ga ro pa ri pa che ka ma pha qua pa ri khi năng ta ma hằng ru mi pram ma năng. Ai ở đời đoạn dục bỏ nhà sống xuất gia, dục hữu được đoạn tật, ta gọi bà La Môn. Con xin kể ạ. Yo tha ca mê pa hát toa na a na ga ro pa ri pa che ka ma pha wa pa ri khi năng ta ma hang ru mi pram ma năng. Yo tha ca mê pa hát toa na a na ga ro pa ri pa che ka ma pha wa pa ri khi năng ta ma hang ru mi pram ma năng.
Dạ con đã đọc và kệ xong, con xin xuống nước. Dạ con kính tri ân sư và quý đạo hữu, có sai con xin sư và quý đạo hữu trả sửa cho con ạ. Con xin xuống nước và xin mời bạn Hồng Mai ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con kính đảnh lễ sư trí đức và quý sư tăng. Con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc câu pháp cú 415. Yo tha ca me pa ha toa na a na ga go pa vi pa che ca ma pa wa pa vi thi năng ta ma hằng phù vi phẩm ma năng. Yo tha ca me pa ha toa na a na ga go pa vi pa che ca ma pa wa pa vi thi năng ta ma hằng phù vi phẩm ma năng. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Yo tha ca me ta hát tòa na a na ga ro pa ri pa che. Yo là trường âm thông thường, tha là đoạn âm, ca me là hai trường âm thông thường, pa là đoạn âm, hát là trường âm nhấn, tòa là trường âm thông thường, na là đoạn âm, á là đoạn âm, na, ga, ro là ba trường âm thông thường, pa đoạn âm, rip là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, chê là trường âm thông thường. Yo tha ca me pa ha toa na a na ga ro pa ri pa che. Dạ con xin phân tích câu 3 và câu 4. Ca ma tha wa pa ri ki nang ta ma hằng vù vi vòng ma nang. Ca là trường âm thông thường. Ma, phá, quá, pa là bốn đoạn âm. Ri trường âm nhấn. Khi trường âm thông thường. Năng trường âm đặt theo giọng nguyên âm. Tá, má, hai đoạn âm. Hăng trường âm đặt theo giọng nguyên âm. Vu trường âm thông thường. Mí đoạn âm. Vâm trường âm nhấn. Má đoạn âm. Năng trường âm đặt theo giọng nguyên âm. Ca ma pha wa pa rít khi năng ta ma hằng vù mí vâm má năng. Dạ con xin đọc lại câu pháp cú 415. Yo tha ca me pa ha toa na a na ga ro pa ri pa che ca ma pha wa pa ri khi năng ta ma hằng phù mi phẩm ma năng. Dạ con xin đọc kệ ạ. Yo tha ca me pa ha toa na a na ga ro pa ri pa che ca ma pha wa pa ri khi năng ta ma hằng phu mi phẩm ma năng. Yo tha ca me pa ha toa na a na ga ro pa ri pa che ca ma pha wa pa ri khi năng ta ma hằng phu mi phẩm ma năng. Ai ở đời đoạn dục bỏ nhà sống xuất gia dục hữu được đoạn tận ta gọi bà la môn. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc và con đã đọc phân tích và kệ xong ạ. Có gì sai nhờ sư trí đức sửa giùm con và đạo tràng sửa giùm. Xin cảm ơn Tâm Hạnh đã post bài. Cảm ơn toàn thể đạo tràng lắng nghe. Dạ con xin xuống nước ạ. Xin nhường cho vị kế tiếp. Dạ con xin kính đảnh lễ sư trí đức. Con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú 415. Yo tha ca me pa ha toa na a na ga ro pa ri pa che ca ma pha wa pa ri khi năng ta ma hằng hu mi ram ma năng. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Yo trường âm thông thường, tha đoạn âm, ca mê hai trường âm thông thường, phá đoạn âm, hát trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, ná đoạn âm, á đoạn âm, na ga ro ba trường âm thông thường, phá đoạn âm, rip trường âm nhấn, bá đoạn âm, chê trường âm thông thường. Yo tha ca me pa ha toa na a na ga ro pa ri pa che. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Ca trường âm thông thường, má
phá, quá, phá, bốn phản âm, rích, trường âm nhấn, khi, trường âm thông thường, năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá, má, hai đoạn âm, hang, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru, trường âm thông thường, mí, đoạn âm, pram, trường âm nhấn, má, đoạn âm, năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ca, ma, pha, qua, pa, rích, khi, năng, tá, má, hang, pru, mí, ram, má, năng. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 415. Yo tha ca me pa hát toa na anagaro parip pa che ka ma pha wa pa rik ki năng ta ma hang ru mi ram ma năng. Ai ở đời đoạn dục, bỏ nhà sống xuất gia, dục hữu được đoạn tật, ta gọi bà la môn. Đó là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con sai, con xin sư sửa cho con, và con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha, dạ, Nam mô Tham Ma, dạ, Nam mô Sằng Khà, dạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ quý chư tôn Đức Tăng Ni, và kính chào toàn thể quý đạo hữu. Dạ, con kính cảm ơn cô Tâm Hạnh bót bài, và cảm ơn quý đạo hữu đã cho biết tín hiệu. Dạ, con xin đọc bài kinh Pháp Cú 415. Yô tha ca mê pa hát toa na a na ga ro ba rít ba chê ka ma pha qua ba rít ki tăng ba rít ki tăng ta ma hằng ru mi rầm ma năng. Yô tha ca mê pa hát toa na a na ga ro ba rít bát chề cà ma pha quá ba rít kít mạng nằng ta ma hằng rù mi rầm ma nằng. Dạ, con xin đọc câu số 1 và câu số 2 phân tích nè. Dù tha cà mê pa hạnh tòa na a na gà rù ba rít bát chề dù pha cà mê dù pha cà mê bá hành tòa na à, na gà rồ bá rít bát chề. Dạ, vô là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, ca mê là hai trường âm thông thường, bá là đoạn âm, hát là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, á là đoạn âm, na ga ro là ba trường âm thông thường, bá là đoạn âm, rít là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, chê là trường âm thông thường. Yô tha ca mê pa hát toa na a na ga ro ba rít ba chê ca ma pha qua ba rít kỳ nằng ta ma hằng rù mi rầm ma nằng cà ma pha qua ba rít kỳ nằng ta ma hằng rù mi rầm má nằng. Và ca là trường âm thông thường, má, phá, quá, bá là bốn đoạn âm, rít là trường âm nhấn, khi là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá, má là hai đoạn âm. Con xin đọc hết nguyên câu lại ạ. Yô tha ca mê pa hành toa na a na a na ga ro ba rít ba chê ca ma pha qua ba rít ki kỳ nằng ta ma hằng ru mi rầm ma nằng. Yô tha ca mê pa hành toa na a na a na ga ro ba rít ba chê cà ma pha qua ba rít kỳ nằng ta ma hằng rù mi rầm ma nằng. Ai ở đời đoạn dục, bỏ nhà sống xuất gia, dục hữu được đoạn tận, ta gọi bà la môn. Dạ, đó là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu.
Dạ con cũng xin kệ. Vô phát tha mê ba ha qua na a đã đọc xong và con kính xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa giúp giùm cho con à. Và con kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Con xin xuống mic và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ cô tu nữ trong đạo tràng. Con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh và con kính chào đạo tràng. Và cảm ơn Thiền Vũ, cảm ơn Tịnh Tâm, cảm ơn Sĩ Kim Nhung đã cho mình từ biết là âm thanh rõ. Con xin đọc và phân tích câu Pháp Cú 415 ạ. Yo tha ca me ba ha to na a na ga ro ba ri pa che ka ma pa wa ba ri ki nang ta ma hong tu mi brahm ba nang yo tha ca me ba ha to na a na na ga ro ba ri pa che ka ma pa wa ba ri khi năng tâm hồng phù mi brahm ma năng yo tha ca me ba hắc tu na a na ga ro ba ri pa che ca ma pha wa ba ri khi năng tâm hồng phù mi brahm ma năng. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Yo tha ca me ba hắc tu na a na ga ro ta Paripache. Câu số 1 vô là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, mê là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, hát là trường âm nhấn, to là trường âm thông thường, ná là đoạn âm. Câu số 2 á là đoạn âm, na, ga, rô là ba trường âm thông thường. Bá là đoạn âm, rít là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, chê là trường âm thông thường. Và con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Ca má phá hoa bá rít khi nâng tá má hồng phù mi brahm má nâng. Và câu số 3, ca là trường âm thông thường. Má phá hoa bá là 4 đoạn âm. Rít là trường âm nhấn, khi là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 4, tá má là 2 đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, brahm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại 4 câu ạ. Yo tha ca me ba hắc tu na ba hắc yo tha ca me ba hắc tu na a na ga ro ba ri pa che ka ma pha wa ba ri ki nang ta ma hang tu nam ma nang yo tha ca me ba hắc tu na a na ga ro ba ri ba chê ca ma pha wa ba ri ki năng ta ma hằng pru mi brahm ma năng yo tha ca me ba hắc tu na a na ga ro ba ri phat ba chê ca ma pha wa ba ri ki năng ta ma hằng pru mi brahm ma năng. Dạ con xin kệ câu Pháp Cú 415. Yo tha ca me ba hắc tu na a na ga ro ba ri ba che ka ma pha wa ba ri ki nang ta ma hắc pu mi brahm ma nang
Yotakame baham tua na anagaro barim bache Kama pawa barim ki nang tamahang puni brahmanang Ai ở đời đoạn dục, bỏ nhà sống xuất gia, dục hữu được đoạn tận, ta gọi bà La Môn. Dạ, đó là bài bản chứng ngữ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã phân tích và đọc xong, con có sai. Con ngài và đạo tràng sửa lại dùm con. Dạ, con cảm ơn đạo tràng nhiều. Dạ, cảm ơn. Bây giờ niệm từ cũng không có thấy bàn tay của ai hết. Dạ, thấy những bàn tay của Tina. Dạ, xin mời Tina nhé. Nam mô Bụt Thà nhé. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ông này chứ đức, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép đọc bài. Yo tha ca me ba ha ba ha to na ana ga ro pa ri pa che ka ma pa wa pa ri ki nang ta ma hang bum mi brahm ma nang. Con phân tích câu 1 và 2. Yo trường âm thông thường tha đoạn âm ca mê hai trường âm thông thường phá đoạn âm trường âm nhẫn to trường âm thông thường ná đoạn âm á đoạn âm nagaro ba trường âm thông thường phá đoạn âm vip trường âm nhẫn phá đoạn âm chê trường âm thông thường yo tha ca mê phá toa ná á nagaro phá vip phá chê. Câu 3-4. Cá má cá trường âm thông thường, xin hỏi ca trường âm thông thường, má đoạn âm phá đoạn âm quá đoạn âm phá đoạn âm viết trường âm nhấn khi trường âm thông thường năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm tá má hai đoạn âm hăng trường âm nhấn, xin hỏi trường âm đọc theo giọng nguyên âm ru trường âm thông thường, mí đoạn âm, râm trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ca má phá quá, phá viết thi năng, ta má hằng bùm mí, răng má, xin lỗi không đọc lại. Ca má phá quá, phá viết thi năng, ta má hằng bùm mí, râm má năng. Yo tha ca me pa han to na a na ga ro pa ri pa che ka ma pa wa pa ri ki nang ta ma hang bum mi brahm ma nang. Ai ở đời đoạn dục, bỏ nhà sống xuất gia, dục hữu được đoạn tận, ta gọi bà la môn. Hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ thưa con xin mời vị kế tiếp. Dạ con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con xin kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, quý bà và quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc kệ số 415. Yo tha ka me pa hát qua na a na ga ro pa rip ba che ka ma pa ka ma pha wa pa rip ki nang ta ma hang pru mi pram ma nang. Con xin đọc lại. Yo tha ka me pa hát qua na a na ga ro pa rip ba che cầm bá tha quá bà rít khi năng bà ta mà hăng bà mi bà mà năng. Dạ con xin phân tách hai câu đầu ạ. Dô thá ca mê bá hát thoa ná. Dô là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, ca mê là hai trường âm thông thường, bá âm bá là đoạn âm, hát là trường âm nhấn. Thoa là thoa ná, thoa là trường âm thông thường, ná là đoạn âm. Á na ga ro pa ri pa che, á là
là đoạn âm nagaro là ba trường âm thông thường, ba rít ba chê ba là đoạn âm, rít là trường âm nhấn, ba là đoạn âm, chê là trường âm thông thường. Dạ, con xin phân tách hai câu sau ạ. Kama phá quá ba rít khi năng ca là trường âm thông thường, má phá quá bá là bốn đoạn âm, rít khi nào rít là trường âm nhấn, khi là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá ma hằng prumi prama năng, tá má là hai đoạn âm, hằng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru trường âm thông thường, mí là đoạn âm, prama năng pram là trường âm thông thường, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin đọc lại cả ba rồi sau đó con xin kệ. Yo tha ka pe pa hat thwa na na ga ro pa ri pa che ka ma tha wa pa ri kin nang ta ma hang pru ni pram ma nang Yothakame pahang thwana anagaro paribbate kamahawa parinkhinang tamahang prumi prammanang. Ai ở đời đoạn dục, bỏ nhà sống xuất gia, dục hữu được đoạn tận, ta gọi bà La Môn à. Con đã đọc xong và con xin quý sư và đạo tràng xin sửa lỗi cho con. Con xin mời quý vị tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Thánh Hoàng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Quỳnh kính chào quý anh và chị em đạo hữu. Dạ, kính mời Thích Nam Chiếc Lá Mùa Xuân Khố Biển Quy Nhơn, kính mời cô tu nữ Phúc Hạnh, kính mời Quang Thanh, kính mời Huynh Đạo Huynh, kính mời Sức Thina, kính mời Huynh Giang Nhật Hà. Người ơi còn rất là đông và xa thương bằng tay quý vị, mời quý vị nha. Cảm ơn Thích Đề Mên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, con xin đảnh lễ quý cô tu nữ và đạo tràng. Con xin đọc câu môn 415. Yo thác ca mê bá hát tòa ná á nà gà rô bá rít bá chê ca má phá quá bá rít kinh năng ta má hằng prù mi pram má năng. Yo tha ca me ba ha toa na a na ga ro ba ri ba che. Yo là trường âm thông thường, tha đoạn âm, ca me là hai trường âm thông thường, ba là đoạn âm, ha ha toa là hai, ha là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, na á là hai đoạn âm, na ga ro là ba trường âm thông thường, ba đoạn âm rít, rít là trường âm nhấn, bá đoạn âm chê là trường âm thông thường. Yo tha ca mê bá hát toa na a na ga ro bá rít bá chê ca ma tha ca ma phá quá bá rít khi năng ta ma hằng pru mi pram ma năng. Ca là trường âm thông thường, má phá quá bá là bốn đoạn âm, rít là trường âm nhấn, khi trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm.
tá má là hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru trường âm thông thường, mí đoạn âm, pram trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ka ma pha wa pa ri ki năng ta ma hăng pru mí pram ma năng. Con xin đọc lại bốn câu. Yo tha ka me ba hát toa na an na ga ro ba ri pa che ka ma pha wa pa ri ki năng ta ma hăng pru mí pram ma năng. Yo tha ka me ba hát toàn na an na ga ro pa ri pa che ka ma pha wa pa ri ki năng ta ma hằng pru mi pram ma năng. Yo tha ka me ba ha ta toàn na an na ga ro pa ri pa che ka ma pha wa pa ri ki năng tamahang pru mi brahmanang. Ai ở đời đoạn dục, bỏ nhà sống xuất gia, dục hữu được đoạn tận, ta gọi bà la môn. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nhận đã đọc xong, xin xuống mít. Alo, alo. Yo tha ka me ba ha toa na na ga ro ba ri ba che ka ma pha va ba ri ki năng ta ma hằng phu mi ram ma năng. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Yo tha ka me ba ha toa na na ga ro ba ri ba che. Chữ yo là trường âm thông thường, chữ tha là đoạn âm, chữ ka me là hai trường âm thông thường, chữ bá là đoạn âm, chữ hát là trường âm nhấn, chữ toa là trường âm thông thường, chữ ná là đoạn âm, chữ á là đoạn âm, chữ na là trường âm thông thường, chữ ga là trường âm thông thường, chữ rô là trường âm thông thường, chữ bá là đoạn âm, chữ rip là trường âm nhấn, chữ bá là đoạn âm, chữ chê là trường âm thông thường. Đọc lại câu 1 và câu 2. Yô tha ka me ba ha toa na na ga ro ba ri ba che. Câu 3 và câu 4. Ka ma pha va ba ri thi năng ta ma hằng phu mi ram ma năng. Chữ ka là trường âm thông thường. Chữ má là đoạn âm, chữ phá là đoạn âm, chữ vá là đoạn âm, chữ bá là đoạn âm, chữ rít là trường âm nhấn, chữ khi là trường âm thông thường, chữ năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chữ tá là đoạn âm, chữ má đoạn âm, chữ hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ ru là trường âm thông thường, chữ mí là đoạn âm, chữ râm là trường âm nhấn, chữ má là đoạn âm, chữ năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại nguyên bài. Yô tha ka me ba ha tua na na ga ru ba ri ba che ka ma pha ba ba di ti năng ta ma hằng ru mi râm ma năng. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ai ở đời đoạn dục, bỏ nhà sống xuất gia, dục hữu được đoạn tận, ta gọi bà La Môn. Dạ, con xin phép được kể thử. Yô tha ca mê bà hát tua na na ga ru bà rít bà chê ca ma pha va ba dít khi năng ta ma hang phu mi đâm ma năng. Dạ con xin xuống mít, con xin mời vị kế tiếp. Dạ nam mô Bụt Thầy, dạ nam mô Tham Ma, dạ nam mô Sang Kha, dạ
Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú 415 hôm nay ạ. Yo thakka me bahat tva na anaga ro paripache kama phava barikhi nang tamahang prumi brahmanang. Yo thakka me bahat tva na anaga ro paripache kama phava barikhi thì năng tâm hằng pru mi brahma năng. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Yo là trường âm thông thường, tha là ca, me là hai trường âm thông thường, ba là đoạn âm, hát là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, á là đoạn âm, na, ga, ro là ba trường âm thông thường, bá là đoạn âm, rip là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, chê là trường âm thông thường. Yo thakka me bahat tva na anaga ro barip pa chê. Và câu số 3 và câu số 4. Ka ma pha wa barik khi nang ta ma hang bru mi pram ma nang. Ka là trường âm thông thường, má, phá, quá. Bá là bốn đoạn âm, rít là trường âm nhấn, khi là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá, má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, prom là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ka ma pha wa ba ri khi nang ta ma hang ru mi pram ma nang. Dạ, con xin đọc lại. Yo tha ka me pa hat tva na anaga ro pa ri pa che ka ma wa ba ri khi nang ta ma hang ru mi pram ma nang. Ai ở đời đoạn dục, bỏ nhà sống xuất gia, dục hữu được đoạn tận, ta gọi bà la môn. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ. Yo tha ka me bahat tva na anagaro barimbache kama pha wa barikhi nang ta mahang bru mi brahma nang. Yo tha ka me bahat tva na anagaro parimbache kama pha wa parikhi nang pa mahang bru mi brahma nang. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, con có sai nhà sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm. Dạ, con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con xin lễ ơn đức Bát Ngôi Tam Bảo, ơn đức Phật, ơn đức Pháp, ơn đức Tăng. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức Chư Tôn Tăng đang hiện diện trong đạo tràng, và con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin trẻ bài câu pháp cú số 415. Vô ca mê phá hà tùa na a na gà rô bá rít bá chê ca ma phá vá bá rít khi nặng tá ma hằng rù mi rành ma nặng. Vô thá ca mê phá hà tùa na a na gà rô bá rít bá chê ca ma phá quá bá rít khi nàng ta ma hằng rù mi rành ma nàng. Vô tha ca mê bá hà tu quà na nà gà rô bá rít bá chê ca
Ma-pha-wa-ba-rít phì năng ta ma hằng rù mi rành ma năng. Dạ con xin phân tích câu số 1 với câu số 2. Dù tha cà mê ba hạ tùa na an na gà rô ba rít ba chê. Dù là trường âm thông thường, tha tha là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, mê là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, tua là trường âm thông thường, ná á là hai đoạn âm, na ga rô là ba trường âm thông thường, bá là đoạn âm, rít là trường âm ngắn, bá là đoạn âm, chê là trường âm thông thường. Câu 3 với câu số 4. Ca ma ma phá quá bá rít khi năng tá má hằng ru mí rành má năng. Ca là trường âm thông thường. Má phá quá bá là một bốn đoạn âm, trích là trường âm ngắn, khi là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hằng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là trường âm, dạ con lộn, mí là đoạn âm, là trường âm ngắn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm. Yo tha ca me ba hà tua na na a na ga ro ba rít ba chê ca ma phá quá ba rít khi năng tá má hằng ru mí rành má năng. Ai ở đời đoạn dục bỏ nhà sống xuất gia, dục hữu được đoạn tận, ta gọi bà la môn. Dạ con đã trả bài xong, có chỗ nào sai xin sư và đạo tràng sửa giúp cho con. Con xin xuống mic và mọi người kế tiếp ạ. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Phổ Biển Quy Nhơn. Dạ. Nam Mô Bích Tha Giá, một lần nữa con thành kính lãnh lễ tri tôn đức Nhục Bình, kính chào đạo tràng, cảm ơn Trần Phụng, cảm ơn Thanh Hoàng cho Nhục Bình biết được tín hiệu. Dạ, mời Trần Phụng đưa tay. Dạ, Thanh Hoàng đọc chưa Thanh Hoàng ơi? Còn vị nào? À, Thanh Hoàng chắc đọc rồi. Dạ, còn vị nào chưa đọc thì xin đưa bàn tay mình lên, chưa có trả bài thì đưa bàn tay mình lên. Trần Phụng ơi, lên đọc bài và phân tích đi. Thiện pháp làm liền đừng để ngày mai. Alo, alo. Rồi, mời Trần Phụng nha. Dạ, con xin chào đạo tràng, có nghe con không ạ? Đó, con coi bài. Dạ, con kính đảnh lễ ngài, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng, cho con được đọc bài Kinh Pháp Cú 415. Vô thác ca mê
me ba ha toa na na ga ro ba rít ba chê ca ma phá vá ba rít khi năng tá ma hằng lô mi râm ma năng yô thá ca me ba ha toa na toa na an na ga ro ba rít ba chê ca ma phá vá ba rít khi năng tá ma hằng lô mi râm ma năng. Hay ở đời đoạn dục bỏ nhà sáng xuất gia, dục hữu được đoạn tật, đoạn tận ta gọi Bà La Môn. Đây là khổ thơ của Hòa Thượng Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con chưa biết phân tích âm, con xin xuống mic. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Trần Phụng. Một lần nữa Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh bây giờ Nhật Quỳnh trả bài. Mà nếu sau khi Nhật Quỳnh trả bài xong, dạ mến chào Xích Hoa Nguyệt vừa vào đạo tràng, mà không vị nào đưa tay là Nhật Quỳnh khóa sổ nha, không mời nữa. Dạ, trả bài xong mà không bị nào đưa tay, Nhà Quỳnh khóa sổ thỉnh ngài lên giảng từ vựng nha quý vị. Dạ con xin được trả bài câu pháp cú kinh số 415. Dạ cảm ơn Quang Thành, cảm ơn Hoàng Nguyệt. Vô thắc ca mê ba hát to na a, vô thắc ca mê ba hát to na a na ga rô ba rít ba chê ca ma pha qua ba rít khi năng ta ma hằng ru mi trăm ma năng vô thắc ca mê ba hát to na a na ga rô ba rít ba chê ca ma pha qua ba rít khi năng ta ma hằng ru mi trăm ma năng vô thắc ca mê ba hát to na a na ga rô ba rít ba chê ca ma pha qua ba rít khi năng ta ma hằng su mi rằm ma năng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Vô trường âm thông thường thá đoạn âm ca mê hai trường âm thông thường ba đoạn âm hát trường âm nhấn toa trường âm thông thường ná đoạn âm á đoạn âm na ga rô ba trường âm thông thường ba đoạn âm rít trường âm nhấn ba đoạn âm chê trường âm thông thường vô thắc ca mê ba hát to na a na ga rô ba rít ba chê. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Ca trường âm thông thường phá má phá quá bá bốn đoạn âm rít trường âm nhấn khi trường âm thông thường năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm tá má hai đoạn âm hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm ru trường âm thông thường mí đoạn âm sâm trường âm nhấn má đoạn âm năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm ca ma pha qua ba rít khi năng tâm ma hằng su mi râm ma năng vô thắc ca mê ba hát to na a na ga rô ba rít ba chê ca ma pha qua ba rít khi năng tâm ma hằng su mi râm ma năng. Ai ở đời đoạn dục bỏ nhà sống xuất gia, dục hữu được đoạn tận, ta gọi Bà La Môn. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, sa thủ bằng tay huynh đạo huynh. Vô tha ca mê bà hát to na na ga rô bà rịch ba chê ca ma pa wa ba rin khi năng ta ma hăng su mi sam ma năng yo tha ca me ba ha to na na ga ro ba rin ba che ca ma pa wa ba rin khi năng ta ma hăng su mi sam ma năng. Dạ con đọc và phân tích có sai, con cung thỉnh Ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con. Dạ con thành kính lãnh lễ tri ân với Ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ sa thủ bằng tay Quỳnh.
huynh. Dạ, đạo huynh kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ, đạo huynh xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Dạ, kính chào quý bà quý cô trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu. Nãy giờ đạo huynh nghe thì thấy trong room mình mấy bà mấy cô kể hay quá. Nào là giống như tất cả những loại chim hoàng anh, họa mi, sơn ca. Cảm ơn anh Giang Nhật Hà. Dạ, anh có một cái giọng kể đồng kinh rất đặc, rất là chính xác. Anh thử đạo huynh tin trốn đâu mà, nhưng mà anh kêu lên thì ủng hộ anh em ha, tại huynh đệ có hai người. Dạ, đạo huynh xin xin kể, xin đọc kinh trước nha. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh cho bốt bài. Đọc là nhắc thôi, quý vị lượng tình tha thứ. Vô tha ca mê ba ha wa na a ga na ga ro ba rip ba che yo tha ca mê ba hát ba hát wa na a ga ga ro ba rip ba che ca ma pha wa ra rít khi năng ta ma hằng pru mi pra ma năng. Thì vô là trường âm thông thường, tha là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, mê là trường âm thông thường, ba là đoạn âm, hát là trường âm nhấn, qua là trường âm thông thường, na là đoạn âm, á là đoạn âm, Nagaro là trường âm thông thường, ba là đoạn âm, rip là trường âm nhấn, ba là đoạn âm, chế là trường âm thông thường, ca là trường âm thông thường, ma là đoạn âm, phá là đoạn âm, quá là đoạn âm, ba là đoạn âm, rít là trường âm nhấn, khi là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, ta là ta, ma là đoạn âm, hăng là trường âm đọc thành âm, tu là trường âm, bí là đoạn âm, ra là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc dạng âm, má là trường là đoạn âm, xin lỗi, và năng là trường âm đọc theo dạng hướng âm. Yeah. Và đạo huynh xin kể là yo tha ca mê ba hát quá là Anagaru barit bache kama phawa barit khi năng tama ham ru mi pra ma năng. Và họ thưởng thức anh cho đã chuyển ngữ ra tiếng Việt là ai ở đời đoạn dùng bỏ nhà sống xuất gia, dục hữu được đoạn tận, ta gọi Bà La Môn. Yeah, đạo huynh xin cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị thính pháp an vui. Yeah. Lâu lắm, xin đảnh lễ sư Trí Đức một lần nữa. Lâu lắm con chưa nhờ video đúng này. Xin cảm ơn quý vị một lần nữa. Nam mô Bụt Tha Gia. Sa thú, hôm nay quý vị rất là tuyệt vời ha. Huynh đạo huynh, lâu quá mới đến đạo tràng, nhưng mà rất là căn bản khi mà phân tích trường âm và đoạn âm. Rồi huynh đạo huynh cũng có một cái giọng kệ mà xin lỗi, giọng kệ vàng chứ không phải là xanh đỏ đâu nghe, giọng kệ vàng, một cái giọng kệ đặc biệt, rất là hoan hỷ. Sa thú, lần sau cứ thế mà làm ha, huynh đạo huynh. Riêng sĩ Trần Phụng chỉ sai một từ, cái từ mà sĩ Trần Phụng
sai á, đó là câu đầu tiên ha. Nhớ cái từ này, vô thác ca mê ba hát tòa ngã, vô thác ca mê ba hát tòa ngã. Thì sai của sư Trầm Phụng ở đây tức là ba hát tòa ngã, chỉ có chỗ đó thôi ha, còn đa số vị nào cũng giỏi hết. Tức là quý vị đã thể hiện cái tinh thần mà vượt lên chính mình. Những cái trở ngại đây không phải là cái tiếng mẹ đẻ của mình, nhưng mà quý vị đã đọc rất chuẩn, rất là tuyệt vời. Tinh thần học hỏi của quý vị rất là cao. Mến chào chiếc ông địa, ông thần tài, ông táo vừa đến với pháp hội. Ủa sao hôm nay chiếc Nhật Quỳnh coi như tập thể dục ha, chạy ra chạy vô hoài vậy nè, hay là bất mãn điều gì đó, sao mà cái bỏ chạy ra rồi chạy vô rồi chạy ra. Rồi quý vị còn nghe không? Alo, 1, 2, 3. Bây giờ còn chiếc ông địa, ông thần tài, ông táo nè, tham gia không? Câu 415, mời chiếc ông địa, ông thần tài, ông táo. Câu Phật ngôn 415. Sao? Có đưa tay không? Không đưa tay thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích tự vận và duyên sự. Nhưng mà đọc đi rồi nghe tự vận, nghe duyên sự nó mới hay ha. Rồi mời sĩ công địa, ông thần tài, ông táo. Alo, alo, mọi người nghe con không ạ? Trước hết con kính thỉnh lễ sư ông Trí Đức, cùng quý sư ông đang hiện diện trong Zoom. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào quý cô chú và anh chị. Con mới vừa vô sư ông. Dạ, chưa, con thấy bài của sư ông rồi. Dạ, con xin đọc câu kinh pháp cú số 415 ạ. Yo thaka me paha toa na anna garo parip pache ka mapha wa parip ki nang tamahang pru mipam manang. Con xin đọc lại lần nữa. Yo thaka me paha toa na anna garo parip pache ka mapha wa parip khi năng tám ma hằng bồ nghiệp bầm mãn năng vô tất cả nề ba hà toàn na an na gà ru ba rít ba chê ca ma pha wa ba rít khi năng tám ma hằng bồ nghiệp bầm mãn năng. Dạ con xin phân tích trường âm và đoạn âm. Vô là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, mê là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, toa là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, á là đoạn âm, na là trường âm thông thường, ga là trường âm thông thường, rô là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, rip là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, ca là đoạn là trường âm thông thường, má là đoạn âm, phá là đoạn âm, quá là đoạn âm, bá là đoạn âm, rít là trường âm nhấn, khi là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng âm, tá má là đoạn âm, hang là trường âm đọc theo giọng âm, pu là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, gram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, na trường âm đọc theo giọng âm,
Và sau đây là con xin kể, để hôm nay con kể cái gì cho nó mới mới, phá cách một chút. Con xin sám hối sư ông và quý cô chú. Hôm nay con làm, để các con, con kể phá cách dựa theo một cái lời của bài nhạc mà con nghĩ là quý cô chú đều biết. Nhà mọi người còn nghe con không ạ? Alo. Dạ. Con nghĩ là quý cô chú cô nào cũng biết bài này hết trơn đấy. Cái hòa ở cái giai điệu này để con kể thử phá cách như chưa ông đừng lầy con. Con chỉ làm con nó vui vui mới mới thôi. Yo tha cầm bề bà hà toàn đà an đà gà rô bà rì ba chê ta ma pha qua bà rì khi nặng ta ma hăng phù bì râm mì râm ma nặng. À, con biết quý cô chú có nhận ra nó là điều gì vậy? Con xin làm lại một lần nữa. Yo tha cầm bề bà hà toàn đà Anagaro Paripache Kamafawa Parikinan Tamahangpu Mipamanan. Bác Giang Nhật Hà giỏi quá. Và đó là con kệ phá cách là hơi lạc loài một chút, nhưng mà con muốn làm cho nó mới mới đấy. Và sau đây con xin đọc lời dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu cho con xin bài ạ. Để con kéo xuống. Ai ở đời đoạn dục, bỏ nhà sống xuất gia, dục hữu được đoạn tận, ta gọi Bà La Môn. Và phần của con đọc phân tích và kể và đọc lời dịch đã xong ạ. Con kính mời con có gì sai á, con xin sư ông xử cho con, sư ông đừng có dạy con kệ bậy bạ, và con xin xuống bức ạ. À, sa tu xích ông địa, ông thần tài, ông táo, mỗi người có một phong thái riêng ha. Và cái giọng kệ của Thích Ông Địa, ông Thần Tài, ông Táo, nó gọi là kệ thì sao cũng được hết. Mà đây không phải là phần tiếng Việt à. Cho nên kệ nghe cũng giống như tiếng nước ngoài ha. À, cái âm điệu thấy cũng du dương trầm mộng à. Cho nên Thích Kim nó là ca kệ à, vừa ca vừa kệ luôn. À, xà thủ như vậy là chiếc ông địa, ông thần tài, ông táo cũng còn nhớ cái căn bản của trường âm và đoạn âm à, đó là điều quan trọng. À, xà thủ vị nào cũng hay hết, mỗi người một vẻ ha, mỗi người một nét ha, và làm cho buổi sinh hoạt của chúng ta nó linh động hơn. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào vấn đề tự vận. Alo, xin Nhật Quỳnh ổn định chưa? Chứ hồi nãy giờ thấy tập thể dục hoài, không biết làm sao vậy? Tô Phật Ngôn 415. Yô thác ca mê bá hát toa na. Yô thác ca mê bá hát toa na. Câu đầu tiên chúng ta có ba từ. Chữ vô thác tức là do từ vô cộng với ý tha. Vô là người nào, ý tha là đây ha. Người nào đây à, rồi chữ kame do cái từ kama, nó là một danh từ nam tính, akran tap pum linh ga. Kama được đứng làm chủ từ số nhiều ha. Bathama bahu vachanau vipatti, cho nên kama biến thành kame. Kame là trong các dục. Kame trong các dục.
hoặc là chữ cam mê này cũng có thể nó ở trong trường hợp thứ bảy sát tâm ý vị pháp tý e câu quan trọng à sát tâm ý vị pháp tý e câu quan trọng á cam á biến thành cam mê trong các dục. Rồi cái từ thứ ba bát toàn á bát toàn á à, chúng ta thấy tiếp đầu ngữ bá à, nó nhấn mạnh cho cái căn ngữ ha, mà căn ngữ ha có nghĩa là từ bỏ. Hát toàn á đây là một động từ bất biến. Ba hát toàn á khi đã được dứt bỏ hoặc là sau khi đã dứt bỏ, sau khi đã dứt bỏ. Rồi, bây giờ câu số 2. Anagaro paripacche. Anagaro paripacche. Anagaro, chúng ta thấy tiếp đầu ngữ an ở phía trước có nghĩa là không. Agara. Agaro. Aga danh từ trung tính Akrantanapumsakalinga và được đứng làm chủ từ số ít Bathama Ekawa danh Aga ra biến thành Agaro. Agaro là không nhà, không nhà. Agaro là nhà nhưng mà có chữ anh là phía trước. Anagaro là không nhà. Rồi, paripacche, paripacche. Tiếp đầu ngữ pari ở phía trước có nghĩa là hoàn toàn, là xung quanh. Pacche, pacche do căn ngữ quát. Căn ngữ quát này có nghĩa là đi. Vậy thì paripacche à, đây là một động từ số ít, ra đi, ra đi, hay là cái hạnh sống của người du sĩ không nhà. Paripacche xong hả? Vậy thì cái câu đầu và câu thứ hai. Yotakame bahatwa anagaro paripacche. Người nào đã dứt bỏ các dục, trở thành kẻ không nhà, sống hạnh, du sĩ. Người nào đã dứt bỏ các dục, trở thành kẻ không nhà, sống hạnh, du sĩ. Rồi, câu số 3. Ca mắc không quá phải khi năng. Cà ma phá pa rích thi năng. Đây là một nhóm từ gồm có ba chữ. Cà ma phá pa rích thi năng, tức là do chữ ca ma, chữ phá quá và chữ pa rích thi năng. Ca ma nó là một danh từ nam tính ha. Akrantapumlinga. Ca ma có nghĩa là dục. Phá quá, phá hoa do căn ngữ phu. Phá hoa nó cũng là một danh từ nam tính. Akrantapumlinga. Phá hoa có nghĩa là hữu hay là sanh hữu.
Parikhinang do cái từ Parikhina. À, đây là một dạng quá khứ phân từ, ý nghĩa là đã được cạn kiệt, đã được đoạn trừ, đã được cạn kiệt, đã được đoạn trừ. Nhưng Parikhina ở đây nó được chia theo đối các số ít đu tỳ giáo quy pháp tỳ ê câu quá trình á, cho nên Parikhina biến thành Parikhinang. À, vậy thì ở đây ca hóa Parikhinang có dục và hữu đã được cạn kiệt, có dục và hữu đã được cạn kiệt, đã được đoạn trừ hoàn toàn. Tamahang phù mi brahm mạn năng, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. À, như vậy thì câu Phật ngôn 415. Yo thakka me bhatto na anagaro paripacche kamma phawak parikhi năng tamahang phù mi brahm mạn năng. Người nào để dứt bỏ các dục, trở thành kẻ không nhà, sống hành du sĩ, có dục và hữu đã được cạn kiệt, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Xin lặp lại, người nào để dứt bỏ các dục, trở thành kẻ không nhà, sống hành du sĩ, có dục và hữu đã được cạn kiệt, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: ai người bỏ dục đi ra, cất về đời sống, căn nhà, thế gian, dục hữu đốt cháy tiêu tan, nhưng bậc như vậy dự hàng Bà La Môn. Ai người bỏ dục đi ra, cất về đời sống, căn nhà, thế gian, bell battery, please charge. Biết rồi, là nữa. Giờ chút. Ai người bỏ dục đi ra từ đời sống, căn nhà, thế gian, dục hữu đốt cháy tiêu tan, nhưng bậc như vậy dự hàng Bà La Môn. À, quý vị còn nghe ha. Ngài Hòa Thượng Minh Châu đã phổ thơ Ngũ Ngôn: ai ở đời đoạn dục bỏ nhà, sống xuất gia, dục hữu được đoạn tận, ta gọi Bà La Môn. Ai ở đời đoạn dục bỏ nhà, sống xuất gia, dục hữu được đoạn tận, ta gọi Bà La Môn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nghe duyên sự câu Phật ngôn 415. Cảm ơn Sư Kim ha. Thì từ đó cũng có thể chúng ta hiểu theo nhiều cách, nhưng mà cách thứ bảy thì chính xác. Xà thủ Sư Kim. Rồi, câu Phật ngôn 415 nó xuất phát như thế nào? Khi mà Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên, thì có một vị trưởng lão tên là Sundara Samudra, và vị trưởng lão này đã được Đức Phật đề cập đến. Trong thành Savatthi có một thiện gia nam tử tên là Sundara Samudra. Sundara Samudra, cái vị công tử này đã có một vị trưởng giả, có một cái tài sản rất là lớn, tức là 40 cô tí. 40 cô tí là 440 cái cô tí ở đây dịch như thế nào đây, có nghĩa là nhiều lắm á, như bây giờ người ta gọi là tỷ tỷ phú á. Thì một hôm công tử Sundara Samudra trông thấy các vị thánh đệ tử cư sĩ
mỗi chiều mang vật thơm, mang dược phẩm đi đến tịnh xá Kỳ Viên để nghe pháp. Và công tử Sundara này mới thắc mắc hỏi: này các vị đi đâu vậy? À, chúng tôi đi đến tịnh xá để nghe pháp từ bậc đạo sư. Ồ, thế rồi tôi cũng đi nghe pháp nữa. Rồi Đức Phật ngài nhìn hội chúng và thấy nhân lành xuất gia của công tử Sundara, cho nên thuyết lên về tuần tự pháp. À, khi mà công tử nghe về tuần tự pháp xong mới suy nghĩ theo lời của bậc đạo sư, thì cái người sống tại gia cư sĩ khó có thể thực hành phạm hạnh viên mãn được, ví như một cái vỏ ốc mà đánh bóng mà thôi, cái gì chỉ sáng có bên ngoài chứ còn bên trong thì chẳng được gì hết. Ồ, vậy thì ta phải đi xuất gia thôi. Rồi công tử Sundara chờ đại chúng ra về hết, đi đến bạch xin với Đức Thế Tôn cho mình được xuất gia. Nhưng mà theo thông lệ thì chư Phật sẽ không cho người xuất gia nếu chưa có lệnh của cha mẹ. Và thế là công tử Sundara trở về xin phép cha mẹ để được xuất gia. À, nhưng mà cha mẹ không cho. Và công tử Sundara đã thực hiện biện pháp tuyệt thực giống như công tử Ratthabala. Tức là cha mẹ không cho tu. À, thì công tử Sundara này bỏ ăn, bỏ uống, tuyệt thực để cố gắng đạt thành cái sở nguyện của mình. Và trong khi mà bỏ ăn bỏ uống như vậy, gia tài sự nghiệp chỉ có một đứa con trai, cho nó đi tới xuất gia thì tuyệt tử, nhưng mà bây giờ không cho nó đi xuất gia thì nó sẽ chết. Thôi thì cứu mạng sống của nó, cho nó đi xuất gia. Và nghĩ rằng sống trong một cái gia đình sung sướng như thế này thì chắc nó chịu cực khổ không nổi thì nó cũng phải quay về thôi. Khi mà ông bà suy nghĩ như vậy mới đồng ý cho công tử Sundara đi xuất gia. Và sau khi đạt thành cái nguyện vọng của mình rồi, có nghĩa là đã xuất gia với bậc đạo sư, và vị tỳ khưu Sundara này mới nghĩ rằng ta ở đây chẳng có lợi ích gì, hãy rời khỏi cái nơi này. Tức là không muốn quyến luyến về vấn đề gia đình, cha mẹ, những người thân tới thăm. Và vị tỳ khưu Sundara đã rời kinh thành Sawatthi đi đến kinh thành Rajagaha, tức là thành vương xá. Ngài giữ cái hành trì bình khất thực đầu đà. Rồi vào cái ngày lễ hội tại kinh thành Sawatthi, ông bà trưởng giả trông thấy bạn bè con của mình vui vẻ trong lễ hội với y phục sang trọng lộng lẫy. Con ông bà ngồi than thở: cái trò vui chơi như thế này mà con ta chẳng còn có cơ hội hưởng thụ nữa. Rồi ngay lúc đó có một cô kỹ nữ đi ngang qua dinh của ông bà trưởng giả, thế mẹ của ngài Sundara đang nhớ con than khóc như vậy, thì cô ta mới ngạc nhiên hỏi: thưa bà, vì sao mà ông bà lại than khóc như vậy? Này cô, ta nhớ con của ta. Ồ, thế thì công tử đi đâu rồi? À, nó đi xuất gia rồi. Nó xuất gia với Sa môn Gotama. Ồ, vậy thì ông bà hãy bảo công tử hoàn tục đi. Này cô, con của chúng ta không chịu điều này. Nó đã lìa bỏ cái thành Sawatthi này mà nó đã trở về cái thành Rajagaha rồi. Thưa bà, nếu mà tôi quyến rũ được công tử hoàng tục, bà sẽ đối xử với tôi như thế nào? Ồ, nếu được như thế, ta sẽ giao cho cô cai quản hết cái gia sản này. Ồ,
Vậy thì bà hãy cho tôi trước một món tiền để tôi làm lộ phí thực hành. Rồi nàng kỹ nữ nhận một món tiền lớn cùng với tùy tùng đến kinh thành Rajagaha. Biết rõ con đường mà trưởng lão Sundara thường đi khất thực, cô ta cho xây dựng một cái biệt thự 7 tầng và ở ngay trên con đường đó. Rồi cô ta cho chuẩn bị những loại vật thực thượng vị để cúng dường trưởng lão từ tờ mờ sáng. Khi mà trưởng lão Sundara người đi khất thực, cô ta cung kính đệ bát. Được đôi ngày thì cô ta mới bạch rằng: dạ thưa ngài, xin thỉnh ngài hãy ngồi nơi hành lang của cái lâu đài này mà thọ thực. Cô kỹ nữ cúng dường đến trưởng lão những loại vật thực thượng vị và bạch với trưởng lão rằng: bạch ngài, xin ngài hãy thường xuyên đến đây thọ thực. Cái việc thất thực ở nơi đây thật là bất tiện lắm. Rồi trưởng lão Sundara nhận lời. Qua một vài ngày, cô kỹ nữ này cho các đứa trẻ tiền và dặn rằng: này các em, khi mà trưởng lão ngự đến đây, các em hãy nô đùa làm cho các bụi tung tóe lên. Nếu ta có la thì các em vẫn nô đùa hăng lên nữa. Sáng hôm sau, khi mà trưởng lão đang dùng vật thực, bọn trẻ đùa giỡn đùng làm cho các bụi tung lên, thì cô quỷ nữ này giả vờ la hét thì chúng càng nô đùa dữ tợn hơn nữa. Hôm sau cô ta mới bạch với trưởng lão rằng: bạch ngài, những đứa này làm tung các bụi, dù tôi có la rầy chúng vẫn ngang bướng không chịu nghe. Vậy thì xin ngài hãy ngự vào bên trong nhà. Trưởng lão Sundara nghe lời cô ta thỉnh như vậy, cho nên vào ngồi trong nhà để mà thọ thực. Rồi cũng trải qua được vài hôm, cô ta lại cho tiền bảo bọn trẻ khi mà trưởng lão đến đây thọ thực ra, dù ta có la rầy các người hãy cứ làm nhộn lên, làm lớn lên nữa nha. Và đám trẻ đã nhận tiền và theo lời dặn của cái cô ta. Hôm sau thì cô ta mới bạch với trưởng lão Sundara: bạch ngài, cho dù tôi có la rầy nhưng mà bọn trẻ vẫn cứ làm ồn quá đi, thôi thì thỉnh ngài lên lầu. Và khi trưởng lão Sundara lên tầng 1 rồi á, thì cô ta mới đi đóng các cửa sổ lại, đóng các cửa lớn lại, rồi mới đi lên theo phía sau. Trưởng lão Sundara là người trì bình khắc thực để mà sống, nhưng mà vì tham đắm vào cái vị ngon của vật thực, đã lần lượt rơi vào mưu kế của cái nàng kỹ nữ. Rồi từ tầng 1 đi lên thẳng tới tầng lầu thứ 7. Khi mà trưởng lão vào ngồi nơi đã được soạn sẵn nơi lầu 7 á, thì bây giờ cô kỹ nữ đã khiêu gợi dục tình nơi trưởng lão, biểu lộ những cách gợi dục của nữ nhân. Và chúng ta biết rằng nữ nhân quyến rũ nam nhân có 40 cách. Mà 40 cách đó thì thứ nhất là nũng nịu, điều thứ hai là cúi xuống, điều thứ ba là hẻo lạ, điều thứ tư là giả ý e thẹn, điều thứ thảy thảy mông tay, điều thứ sáu là đạp chân lên nhau, điều thứ bảy dùng cây vẽ trên đất, điều thứ tám bồng thơ thả trẻ xuống đùa, điều thứ 10 tự đùa cợt, điều thứ 11 cho trẻ đùa, điều thứ 12 tự hôn mình, điều thứ 13 cho trẻ hôn, điều thứ 14 ăn uống, điều thứ 15 cho ăn, điều thứ 16 cho đồ trẻ, điều thứ 17 xin lại quà.
Điều thứ 18, giả cách ngây thơ. Điều thứ 19, nói lớn tiếng. Điều thứ 20, nói êm dịu. Điều thứ 1, nói ngắn gọn. Điều thứ 22, nói úp mở. Điều thứ 23, múa hát, hòa tấu, than khóc và trang điểm. Điều thứ 24, cười khúc khích. Điều thứ 25, nhìn thẳng. Điều 26, lắc đầu. Điều thứ 27, lắc mông. Điều thứ 28, giang chân. Điều thứ 29, khép đùi. Điều thứ 30, hở ngực. Điều thứ 31, hở nách. Điều thứ 32, hở bụng. Điều thứ 33, chớp mắt. Điều thứ 34, nhíu mày. Điều thứ 35, cắn môi. Điều thứ 36, le lưỡi. Điều thứ 37, cởi áo. Điều thứ 30, áo vào. Điều thứ 39, xõa tóc. Điều thứ 40, cột tóc lại. Tức là 40 cách để theo gợi. À, cô viên nữ này đứng trước mặt trưởng lão Sundara và nói rằng: với những đôi chân nhuộm hồng, mang dép xinh đẹp, chàng là người nam tử xinh đẹp của em. Em là người nữ nô bộc của chàng. Cả hai chúng ta sẽ đi xuất gia khi mà tuổi đã xế chiều. Nghe như vậy thì trưởng lão Sundara khởi dục tâm, nghĩ rằng: ôi, sự nguy hại đã sanh lên với ta rồi. Do vì ta không quán xét kỹ, mà do những cái vật thực đã làm cho chúng ta coi như đắm say và chịu khổ ở đây rồi. Thì khi suy nghĩ như vậy thì cách nơi đó 25 do tuần, bậc đạo sư đang ở chùa Kỳ Viên, ngài mỉm cười và thấy Đức Phật mỉm cười thì ngài Ananda mới hỏi: và Đức Thế Tôn, do nguyên nhân gì mà ngài làm mỉm cười? Này Ananda, Tỳ Khưu Sundara cùng với nàng kỹ nữ đang có một trận thư hùng quyết liệt với nhau, và cái trận chiến đang diễn ra ở trên lầu 7 tại thành Rajagaha. Bạch Đức Thế Tôn, trong cuộc thư hành hùng ấy, ai là người chiến thắng, ai là kẻ thất bại? Này Ananda, Tỳ Khưu Sundara Samudra là kẻ thắng trận, và nàng kỹ nữ kia là kẻ thất bại ê chề. Rồi Đức Phật sau khi tuyên bố như vậy, từ nơi hương thấp, ngài phóng hồ quang đến trước mặt của trưởng lão Sundara Samudra và phán dạy rằng: này Tỳ Khưu, hãy cắt đứt ái luyến, hãy thoát đi cả hai loại dục, tức là dục và hữu. Và Đức Phật đã thuyết lên câu Phật ngôn 415 này. Câu Phật ngôn 415 khi mà Đức Phật thuyết lên với cái ý nghĩa Yotakame bhattva na anagaro paripatye kama pawa paripi nang tamahang ku mikram manang. Ai đời đoạn dục bỏ nhà, sống trước nhà, dục hữu được đoạn tận, ta gọi bà là môn. Ý nghĩa khi câu Phật ngôn này là trên thế gian này, người nào đã dứt bỏ được hai loại dục, đã từ bỏ đời sống tại gia, trở thành người không nhà, người đã tuyệt trừ dục lạc và hữu, người ấy như lai là bạc là môn. Và khi câu Phật ngôn này chấm dứt thì ngài Sundara Samudra đã chứng đạt thánh quả A-la-hán. Ngài dùng thần thông và trổ nóc nhà bay lên hư không, tán dương oai lực của Đức Phật, rồi từ hư không đi xuống đảnh lễ dưới chân của bậc đạo sư. Chiều hôm đó, các vị tỳ khưu ngồi tại giảng đường bàn luận với nhau: này chư hiền, tỳ khưu Sundara Samudra do tham đắm vị ngon, suýt chút nữa đã mất đi cái đời sống phạm hạnh. Nhưng mà có bậc đạo sư là nơi nương nhờ
cho vị ấy. Khi mình ăn bàn tán như vậy thì Đức Phật người đến và cũng hỏi rằng chư tỳ kheo, cho tỳ kheo quá khứ tán thường là nơi nương nhờ cho vị thọ và Đức Phật đời trước cũng sanh. Bốn sanh này đê tiện hơn các vị người giữa vườn tên là sanh dị giá đa bậc cũng do cứ hương và ngài đã nhận diện bốn sanh. Thì khâu xuân đà đá xâm mút là con nai quan đại thần nói vậy, đó chính là người giữ vườn đã thả là được như nghĩa xuân đà đá lòng quyết xuất gia tu xong hành đạo bị cô kỹ nữ đem trồng vị dụ dở khoa để đức cảm sinh giả rối bời kỳ viên Đức Phật tự nhiên cười phóng quan thiết độ kêu xuân đà ra hãy lắng nghe ta dạy mấy lời. Ai ở đời này bỏ dục đi bỏ nhà chuyên sống hành xả ly tận từ rượu ái cô lậu ta gọi bà la môn chánh quy. Quý vị thấy người nữ có những cái chiêu trò mà người nam cái chiêu trò của người nữ ở đây là muốn bắt một cái vị xuất gia hoàng tục mà đã sử dụng đến tất cả là 40 cách. Nhưng mà nếu không có Đức Phật thì chắc chắn là vị này cũng sẽ bị của vị này có thì sẽ vượt qua. Thì Đức Phật đã độ cho nên cái này hữu duyên với Đức Phật. Còn bây giờ Đức Phật đã nhập diệt rồi thì chắc chắn mà trường hợp của chúng ta là thì không thoát khỏi cái tay cô này. Mà đừng có nói 40 cách, một trong 40 cách này cũng đã chết ngắt rồi, chứ đừng có nói 40 cách. Thôi thì còn lại 8 phút nữa. Quý vị thấy tại sao mà người nam chết này cũng do 40 cách khêu gợi của người nữ này. Cái gì vậy? Cho nên vấp ngã thì có thầy đỡ cho ha, chỉ cần phụng ha, hành chỉ có 40 đề mục để thiền ha. Huynh Giang Nhật Hà nói cái câu này hay á. Rồi mời Huynh Giang Nhật Hà, tại sao bị cái bà kia bà kéo ngã rồi bây giờ phải lo cho con cái phải có phục vụ làm đệ tớ vậy hả? Alo Huynh Giang Nhật Hà, mời Huynh Giang Nhật Hà có ý kiến tại sao cái bà đó không có bà con họ hàng mà nó dụ dỗ sao mà Huynh Giang Nhật Hà bị cột tay trói chân rồi. Alo Huynh Giang Nhật Hà có ý kiến đi. Thế em ru vậy nè, trong 40 cách để mà dụ dỗ theo gợi Huynh Giang Nhật Hà bị cách nào đây? Trời ơi, cỡ không chịu rơi tay nữa, chán thiệt đó. Không rơi tay thì Đạo Huynh còn không ta? Alo, Đạo Huynh còn không ta? Huynh Đạo Huynh chạy rồi, thì bây giờ Huynh Giang Nhật Hà giải quyết cái vụ này đi coi. Chứ bây giờ trong room này người nữ nhiều lắm, ai cũng có chiêu hết á. Thôi bây giờ mời Huynh Giang Nhật Hà, mất cỡ gì không biết nữa. Nam Nhi Chi Chí nè. Rồi,
Thả mấy chập ha, 1, 2, 3 coi trên cái tài cầu thủ mà thủ môn của Vinh Giang Nhật Hà nè, 1, 2, 3 chập. Dạ Nam Mô Bụt Thà. Dạ dạ con không có ý kiến gì, con thấy khó quá sư ơi. Cái cũng như sư nói, cái vị vừa rồi nếu mà không có Đức Phật phóng quang mà cứu thì chắc là cũng chết chắc, khó mà thoát qua khỏi 40 cái chiêu trò của Madam, cho nên con thấy là rất là khó, cho tới bây giờ cũng còn rất là nhiều người rất là dễ bị dính vào cái điểm này, cho nên con cũng không có ý kiến. Chắc mời mấy cô nào chia sẻ gì đó chút ít cho đạo tràng còn vài phút, và con xin xuống mic ạ. Alo, Huynh Giang Nhật Hà nói rằng bị Madam, bị ma, trong qua là bị vợ của Giang Nhật Hà kéo râu, mà bị ma kéo, là ma đó chính là Madam, không? Hạnh phúc kinh, quý vị biết rằng 38 điều hạnh phúc, một cái vị pháp sư nổi tiếng, và có thể là nó là phò mã của nước Lào, ngài là Maha Thông Hầm. Vị này thuyết pháp rất là nổi tiếng, và 38 điều phúc được dịch ra rất là rõ ràng, theo những cái chi pháp thì biết được giáo pháp của Đức Phật là hay, nhưng mà khi tiếp xúc với người nữ thì cái vị này để nói giống như thời kỳ của Đức Phật á, nói rằng đây là một cái túi da đựng những vật bất tịnh, người nữ là những có những gọi là xú uế của phạm hạnh, và chính cái lời nói của Đức Phật mà nàng Magandhiya đã nổ Bồ Đề ra lên, đã kết quán với Đức Phật. Thế rồi khi mà làm hoàng hậu thuê bụng côn đồ chửi mắng, rồi coi như là mắng giết suốt cả 7 ngày như vậy. Người nữ khi mà đã hận lên rồi thì thôi, ghê gớm lắm. Thì ngài Maha Thông Thâm là một vị pháp sư nổi tiếng trong khi mà thành lập giáo hội thì ngài cũng có một thành viên trong đó giỏi, nhưng mà vì đối với người nữ không được tế nhị, chê rằng ô người nữ là xấu xa, người nữ là bất tịnh, người nữ là làm cho những người tu phải khổ này kia, tức là phải cố gắng mà tránh xa người nữ. Trong số đó những người đi nghe pháp, có một người nói thẳng thắn luôn đó là Quỳnh Thị Tình, và ta cũng là một tín nữ giàu có, cũng đem lễ phẩm, đem tứ vật dụng dân cúng thường xuyên, và chê bai người nữ như thế nào để rồi bị những cái vật chất này cám dỗ, cũng giống như cái nàng kỹ nữ 40 cách để khiêu gợi,
thì cái cô ta cũng đem tư vật dụng đến dân cúng, rồi thân cận, rồi gần gũi, rồi biết rồi vị này rất đại, một vị pháp sư nổi tiếng nhưng mà cũng rất đại. Quý vị thấy nghe chưa? Rồi nói ít ít, nói nhiều quá xin lỗi, đói ướt bát, người nữ mà giận lên là chắc đói quá. Rồi xin phép quý vị hết giờ rồi. Rồi câu Phật ngôn 415 xin kết thúc ở đây. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền xin qua lực vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chung hộ trì đến tăng ni và thiền nam tín nữ gồm Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê nạ sa cha vá chê nạ sô thi vô hô tù sa bạ đà. Do lời chân thật này kính dâng quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bức Hài Gia. Xin mời Sư Không Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng ạ.